Vâng, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Đạt Đường. Dịch bệnh kéo dài quá các bạn. Ở nhà làm rồi cắm hoa, cắm cảnh mãi chẳng chán. Bắc Giang lại tiếp tục dịch, lại niêm phong. Trước lúc dịch ấy thì Đạt Đường có đi một chuyến Hải Dương thăm thú các mọi người ở dưới đó, ở nhà dưới đó, và dự một cái đám cưới. Đạt Đường chỉ định quay để làm kỷ niệm thôi, nhưng mà sau khi dịch lần này xảy ra thì thấy thèm cái không khí được của một đám cưới. Hôm nay em và các bác cùng lên phòng máy chỉnh sửa cái video này nhá, xem cùng trải nghiệm với Đạt Đường với chuyến đi Hải Dương nhé. Đem ở đây nó có một cái vựa cá lồng mà nuôi cá lồng khiếp lắm. Đấy, khu nhà nuôi cá lồng. Một ngàn chín trăm hồi đó. Ôi chú. Nào cơm cháo gà khoét đâu rồi chú? Xong hết rồi gì? Hello. Anh à. Anh đây. Ôi giời. Chết rồi, hẹn thế nào mà 9 giờ xuống ăn cơm bây giờ chưa lúc xong này. Anh chiều trong nhà. Xong chưa? Em rửa đây. Anh rửa đây. Rồi, khỏe chứ? Vâng. Nghe chừng có mùi cá rồi đấy. Hết rồi. Đấy, mình có khi về mai kia về treo mấy quả dừa đây khi hay. Dừa. Ừ đây này. Bà phát hết đất luôn. Ở đây làm một tầng nhỉ. Ừ, nhưng mà vào trong nhà như về cùng. các kiểu phòng ốc. Ô chào Phương. Không nợ bán lên à. Em gái càng ngày càng xinh như này chết rồi. À, chúng là thằng em giới mình như này nhỉ. Đấy. Dây gian tường nhiều lắm, cô chú là rộng lắm. Ai biết đâu máy để trong nhà. Ai biết đâu. Cô có cái gì không, có gà, có cá, có tép gì không mà lâu thế. Ôi cái xinh quá nhỉ. Lạ. Mày, tao thấy mày hơi khéo đấy. Thế là lùi em gái tao càng ngày càng xinh nhỉ. Được đấy. Đi ở nhà mãi 8 giờ 10 mới đi. Bức ảnh của nhà ông chú nhà mình rất chi là đẹp. Kể có giấy đẹp, tuyệt vời luôn. Cái chỗ này nhà mình có, chưa lên. Cây này hơi độc, cái này thì cây này trong 15 này lượng nhiều lắm này. Sưu tầm giống cây này, cây này cái gì ta? Đấy, cây mai đây. Đấy, căn nhà rộng 120m2 nhưng mà thiết kế theo kiểu một tầng. Bảy lúc này, nhiều chặt ta. À, đến giờ ăn cơm rồi. Mày
Máy dán, tính dán, dán. Vâng, 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 dây dán thôi. Nhà sản xuất được không? Cái quân nó lên. Ôi. Đấy, thấy có mùi cá mà. Ngon quá nhỉ. Sau một tiếng rưỡi đồng hồ. Một căn nhà có một cái dinh trời ha. Ai, cuộc sống nó ngày càng đi lên. Chết chết. Ở trong cây này nó lại ưa bóng mát này hả? Kéo chụp về cây lắm. Xin giới thiệu đây là cái gì? Lan lý á. Cái này hoa này nó già rồi nên nó chuyển sang màu xanh. Cái này bây giờ mới ra nó màu trắng. Cái này là tí tư đây gì? Không, cái này chỉ có mấy chục thôi. 40.000. Dạ, anh thấy ạ. Còn cái này là hai chục đồng không? À, đây là siêu mai. Đâu 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 đâu. Đây là bình dung không? Bình dung mơ này đó. Ôi trời ơi, gái ngoan quá nhỉ. Bình dung mơ này là mấy tỷ không bán chứ? Tỷ không ạ? Nhưng mà mấy chục tỷ không bán. À, nhưng mà có nghĩa là nhà sao lại rồng trong bóng mát này mà nó lên được mà nhà này không rồng được. Ô đây nè, rồng nó phải có nghệ thuật. Chắc đấy. Ô chắc mà. Được rồi. Anh thấy là hoa rất là to đúng không? Đúng rồi. Mà lên cây sẽ tốt. Khi mà mới ra nó màu trắng này. Nhưng mà nó già rồi nó sẽ chuyển sang màu xanh. À thế à. Chú quay xe. Tiếp tục hành trình. Quay xe làm chưa? Rồi. À, chúng tôi chưa về những món ăn đặc sản của Cánh Vàng. Cánh Vàng hơi mà phải lắm. Nó quảng cáo cà phê về đó. Nó con về chỗ này giải lao nó gì. Nó ở cái ngã ba nào ấy mà trung tâm lắm. Đây đây đi. Ủa xe bán tải này. Con bán tải này xe xanh như này, Sài Gòn đây. Đây là con bán tải xe trái. À, bye bye. Đây đây ngon. Đây rồi. Thầy nó thích cà phê cơ. Phải đẳng cấp cơ. Rồi, ôi giời. Thế nó nói chuyện với lái xe sau. Đây, chúng ta đã đến Lạc Sách. Đây, đến với một cái quán cà phê, rất nổi tiếng các bạn. Thế là em làm mở lâu chưa? Mở lâu chưa? Em mở cuối năm ngoái. Cuối năm ngoái á? Xong cái thì dịch. Nó anh, nó Cường có cho anh xem một ít ảnh này. Nhưng mà có thể nhìn sơ sơ như thế này đẹp hả? Nhà giàu các quán đẹp thế này. Chú này chết rồi. Uống nước là chuyện sao à? Uống nước đấy. Theo anh uống bia lạnh đi em ạ. Cà phê pháo này lâu lắm. Ôi dừa là to lại á. Dừa quê luôn. Ôi. Cái này đoán quá nhỉ. Đang nhìn ra cái chỗ kia chứ này. Nhớ đi. Nhớ đi. Dừa này mà dừa được nít nước này. Nít ngọt ta. Không, các bà thấy nước dừa ngon không? Trên kia dừa nó bằng này thôi, đây dừa nó dừa lít nước. Ôi thật. Đấy, tay còn phà, tay còn chặt đấy, dừa ngon lắm. Vâng ơi, pha anh một ly cà phê xay cho nào. Nguyên chất cho nào. Tại đây xem nào. Xem cái hương vị của em thế nào là ngon nhất thì pha cho anh một ly rồi. Thật rồi, những cái gì gọi là được bí quyết thì thôi.
Đấy, còn cái gì không bí quyết thì em cứ nói. Đấy, sao thế? Ôi nhiều thế, một ly thôi mà. Để em bán luôn. 40 triệu. Một bộ này 40 triệu. Cả máy xay cả máy pha. Hay à? Thao tác về chuyên nghiệp đúng không? Này, tóc quay hơi khó, có nhìn không? À, nó có cái ngoảm đấy đúng không? Tốc độ rất nhanh đúng không? Ồ, cái nước này là em đong từ trong máy, máy tự nó căng. Ôi, anh uống thử đi. Thơm ngon từng giọt các bạn. Đã được uống hớp nào đâu ta? Các bạn thấy màu đẹp không? Chị ngon luôn. Cà phê không đúng không? Ở dưới anh ấy nó pha vào cái phin như này này, cho trên cái cốc cho sữa nó khoáng lên. À, hay đó, hay. Ôi, cốc này của em bao tiền? Đất đất sao nào? Cái chưa được uống. À, các bạn thấy là một cái sự nghiệp rất cao. Ông làm thì không sao, nhưng về phải có cơ bản. Ai uống thì kia được kia. Chỉ có nhiều này đâu. Chỉ kể cho. Ờ, xin mời mọi người. Giờ đến lượt nạc đường này. Chúc nha. Chị ơi. Vâng, đang chỉ hai ly cà phê khác nhau luôn. Cái này là ly cà phê nguyên chất này. Còn cái này là ly nguyên chất. Đấy, cái này có hương vị khác hơn, nó là ngày xưa đàn ông tính mèn rồi, tuyệt vời đấy. Giờ là đường và mọi người lại di chuyển sang đám cưới. Làm quá. Sau một lúc là cà phê là chia, quên xin nước hộp đi lại nhảy lên đây uống. Không biết gì. Ai thưởng thức rồi, thưởng thức quá. Mọi người về luôn đi. Đây là đặc sản đấy. Đây là đặc sản.
Cái này mỗi suất một người một đùi đây à? Quay à? Tôm một cong rồi tôi ấy còn gì? Tôm một cong rồi tôi ấy còn gì? Tôm 16 gì? Cái gì? Tôm cong đánh 15 51 á? 81 đi, 81 đi, 81 đi. Chưa đánh nó công hình như chứ 8 mà. Công chứ phải công số 8 nữa, công số 9. Toàn thánh đồ chứ. Chuẩn bị ăn uống nhanh đi đi về luôn đi nhá. Ít lời mà có cái công phí này gia đình. Ở trên làm đường ấy họ công việc hết rồi, thuê hết. Bây giờ là mấy giờ ra? Bắt đầu gì? Bây giờ là 15:53. 15:53 đã được ăn rồi các bạn. Ăn được cái giờ lao đã. Đó các bạn, món ăn đám cưới ở Hải Dương thì Bắc Giang là lá nhau rồi. Rồi, được mời các bác cùng uống rượu chia vui với gia đình nha. Được rồi, cho cháu một chén đi ra nhà nhé. Hồi chiều nay có 20 mâm rồi, 20 mâm khách mà. Đây là chú hôn, nhạc phụ đại nhân. Mời các bác nha. Dự tính gia đình là bao nhiêu mâm? 2 ngày. Khoảng 2 ngày khoảng 160 mâm. 160 mâm. 160 mâm các bạn. Chúng ta có gì đâu cũng vậy thôi. Đó là lái nhau. Đó là cỗ đại trạng. Số lượng mâm như vậy là chứng tỏ một gia đình đông, họ hàng đông. Đây là đại gia đình của làng đường từ Bắc Giang xuống Hải Dương ăn cỗ. Cho nên có những người mà có thể là 3, 5, 4 năm bây giờ mới gặp. Người từ Hải Phòng về, đấy, con cháu về hôm nay. Có thể cổ vui, rất là vui. Trường Văn Hậu Cần. Toàn trứng ban hậu cần trở lên, không bao giờ làm khó. Chỗ này làm ăn thế nào em? Mày đọc mong bao giờ đến tỷ phú mới về thăm bọn anh như này thì cũng được. Thôi cứ triệu phú về thì cũng được rồi. À, ông ạ, thật ra là cái cuộc sống là nó muôn vàn lắm. Ông thông cảm. Các bạn ạ, làm đường thì nó rất nhiều cái cảm xúc riêng. Ông đang làm chút đàn. Anh chồng đi camera các bạn. Đó các bạn ạ, thì sau cái cuộc vui sau bữa ăn nữa thì là mọi người đang trò chuyện tâm sự sau nhiều ngày không gặp. Thì đứa em nó bảo là nó rót bia rồi nó chạy mất, nó sợ lên hình. Cắt đường có bia cho bác đi. Đây bia đây, bia đây, con cốc được rồi. Của anh là lấy là gì? Là đường với lốc. Anh hỏi lốc này. Anh biết thấy hôm em đi bảo là quay với lốc đấy. Mình tên là gì nào? Hello các bạn, mình tên là gì? Ôi trời ơi. Ôi, một cháu gái biết tên là gì. Vâng, bây giờ nó xong và làm đường cùng với các thằng nhà. Hai bác cháu sẽ cùng đi tìm cô dâu và phỏng vấn cô dâu xem cái ngày vui hôm nay thì cô dâu sẽ hạnh phúc như nào hay cảm nghĩ thảm nhá. Nào, đang đi. I don't know.
lưu luyến thế này làm sao về được các bác. Các bác ạ, đây là cái sự lưu luyến của chúng anh em, cái tình cảm mà bây giờ làm được muốn về mà không về được. Thôi cũng phải về rồi các bác. Rồi, xin lỗi thì làm được về chạy trốn mãi được. Đúng rồi, dừng rồi cho con mốc lại cũng được. À thế gì? Đấy, rẽ xuống làng được. Rẽ xe rẽ xuống dốc được, quay xe. Dốc này lùi lên không? Xuống đi. Hả? Đấy rồi. Có phải lùi nó là cái kêu lại lên không? Tốt quá. Anh nhá. Rồi, rồi, cảm ơn. Như vậy nó về đến nhà rồi các bạn. Ui dồi ôi. Chết rồi. Một ngày lang thang. Một ngày miền mài với anh. Mọi thứ về nhà. Ôi giời, ông Cương kìa dậu khổ quá. Ông ấy xe xe rồi. Về nhà rồi. Cơm chưa con? Vâng chồng ơi. Đây, bây giờ về đây. Ăn uống gì? Giờ đi uống rượu tiếp. Bảo rồi nó đi đường cầu Cẩm Lý xa lắm. Mà nó vòng cua, nó khắp khúc lắm. Các bạn ạ, sau khi đi Hải Dương thì lạc đường đến với lại mạng vui một bữa tối nữa. Mặc dù là rất thích xe xe nhưng mà vẫn thích. Các bạn nhìn này. Ấy, tập bạn nó nhiều quý thế nào nó cho mình cho cái bát cua rồi. Mời các bác nha. Cái này là lên truyền hình nhá. Được. Quay thôi. Quay thôi còn trong trường chưa có đồng ý đưa lên gì. Đúng rồi. Để tao mua nữa cái món này tao mua nữa. Vâng, và như vậy là em và các bác vừa trải nghiệm một cái không khí đám cưới mà khi mà đại dịch chưa xảy ra. Hy vọng rằng đại dịch sẽ kết thúc và chúng ta sẽ cùng được hưởng những cái niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống. Cảm ơn mọi người đã xem video của Lạc Đường.